Địch Lệ Nguyệt Ba và Cổ Lực Na Chát đều là hai mỹ nhân đến từ Tân Cương, đều sinh năm 1992 và nổi tiếng vì nhan sắc cực phẩm. Dù đã tham gia nhiều tác phẩm, dự án truyền hình lớn và đóng chính nhiều bộ phim nhưng họ đều gặp tranh cãi về diễn xuất. Những người ủng hộ thì cho rằng hai mỹ nhân cùng tuổi đã có tiến bộ về kỹ năng diễn xuất, hoặc giữa thời phim thị trường bây giờ thì chỉ cần có nhan sắc và tạo hình đẹp là đủ. Vào cuối tháng 03 năm 2021 vừa qua, Nguyệt Ba và Na Chát không hẹn mà gặp cùng nhau xuất hiện trong hai tác phẩm cổ trang, Nguyệt Ba với Trường Ca Hành và Na Chát với Thập Nhị Đàm. Sự hưởng ứng, thái độ của khán giả với hai tác phẩm này rất khác nhau, nếu Trường Ca Hành đang gây sốt, được giới một phim hoang ngữ săn đón bao nhiêu thì Thập Nhị Đàm lại flop với nhiều. Cổ Lực Na Chát với Thập Nhị Đàm. Thập Nhị Đàm kể về mối tình giữa nàng yêu tinh Dạ Minh, Cổ Lực Na Chát và chàng trai nửa thần nửa yêu Kim Tính Kiên, Lưu Dĩ Hảo. Phim lấy đề tài dân quốc, huyền huyễn kết hợp với lãng mạn, được hy vọng là tác phẩm tạo nên thành công như Tư Đằng. Tuy nhiên, ngay từ khi lên sóng bộ phim đã gặp muôn vàn chỉ trích từ cư dân mạng. Người xem lắc đầu ngán ngẩm vì kỹ xảo ba xu thảm họa của phim, cảnh bờ biển trông cùng nhân vật tiên cá quá giả tạo thành trò hề trên mạng xã hội. Về phần nội dung thì phim bị chê bai khi xây dựng chuyện tình nam nữ chính theo kiểu tổng tài bá đạo và cô gái ngây thơ, nham chán, nhạt nhẽo. Kịch bản đan xen nhiều tình tiết yêu hận tình thù giữa các yêu quái khiến bộ phim như một nồi lẩu thập cẩm lộn xộn và khó hiểu. Bên cạnh đó, đất diễn của hai nhân vật chính do Lưu Dĩ Hào và Na Chát đóng rất ít ỏi, tương tác của hai người cũng nhạt nhòa. Diễn xuất của Na Chát thì vẫn đúng kiểu trăm vai như một, không có đột phá gì, thậm chí tạo hình và nhan sắc cùng khí chất của cô còn bị đánh giá là lép bê so với nhân vật Tư Đằng của Cảnh Điểm, Địch Lệ Nguyệt Ba với Trường Ca Hành. Trái ngược với Thập Nhị Đàm không mấy ai mặn mà để ý đến, thì Trường Ca Hành đang là bộ phim được dân tình quan tâm chú ý cùng nhiệt. Những tình tiết, bối cảnh, kỹ xảo, tạo hình cùng diễn xuất của dàn diễn viên chính trong phim đều là top hot search và được cư dân mạng bình luận tích cực. Nội dung phim kể về cuộc đời của quận chúa Vĩnh Ninh Lý Trường Ca, Địch Lệ Nhiệt Ba. Cha nàng bị kẻ thù giết hại nên nàng đã trốn khỏi hoàng cung, cải trang thành nam nhân lưu lại trốn giang hồ để lên kế hoạch báo thù, rửa hận. Địch Lệ Nhiệt Ba với vai Trường Ca đã nhận được vô số ý kiến trái chiều về ngoại hình và diễn xuất của cô từ khi phim lên sóng. Mặc dù có người khen kẻ chê nhưng nhìn chung thì đa số khán giả cho rằng Nhiệt Ba đã thành công xây dựng hình tượng một nàng công chúa kiên cường, bản lĩnh. Cô đã kết hợp ăn ý với bạn diễn và thể hiện tròn vai nhân vật Trường Ca. Dù không gây bùng nổ trong cách diễn nhưng màn thể hiện của Nhiệt Ba được đánh giá là có nhiều bước đột phá, tạo ấn tượng đến người xem. Những người hâm mộ của cô đang hy vọng rằng với những diễn biến cao trào ở phần sau của phim thì Nhiệt Ba sẽ có cơ hội tỏa sáng, chứng minh năng lực diễn xuất của cô. Hiện tại, với lần tái xuất trên màn ảnh lần này thì Nhiệt Ba đã giành phần thắng trước Na Chát. Câu chuyện của Trường Ca Hành hấp dẫn, cuốn hút khán giả dõi theo hơn Thập Nhị Tam. Màn hóa thân của Nhiệt Ba cũng được đánh giá cao hơn so với Na Chát.